Awamenti, Awamenti. Mình đang có mặt tại làng Hốc Mịt và các thí sinh đang tiến về địa điểm diễn ra kỳ thi phép thuật lần thứ 5 nằm bên hông tiệm Dervish & Benches. Bài thi ngày hôm nay đó chính là câu thần chú Awamenti, thần chú tạo ra nước. Nữ sinh năm 3 nhà Slytherin sẽ bắt đầu bài thi. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. À? Bạn nữ này nhìn xinh xắn nhưng mà năng lực rất là yếu. Bài thi mở khóa Alohomora, bạn nữ này cũng rất là chật vật mới vượt qua được. Cô giáo đã cho bạn nữ thêm một cơ hội. Lại không thành công, cô giáo đã tiến đến và hướng dẫn cho bạn này. Những bạn đang xếp hàng ở đằng sau cũng nên chú ý quan sát bài thi của người trước để rút kinh nghiệm cho bản thân nhé. Và lần này có thành công hay là không? À? Vẫn chưa thành công à? Thi gì mà lâu thế? Cô giáo phải hướng dẫn lại cho bạn này. Lần này mà không được nữa là sẽ bị loại đấy. Cuối cùng thì bạn ấy đã thành công. Tuy nhiên với trình độ yếu kém như thế này thì chỉ được D cộng thôi. Tiếp theo là một bạn nam tóc đỏ đến từ thế giới Muggle. Hiện nay việc người thường học phép thuật đã dần trở nên phổ biến. Dù cho chúng ta là thuần chủng, người lai hay là người thường, chỉ cần có năng khiếu thì chúng ta sẽ học được phép thuật. Năng lực của bạn này khá là tốt nha, thành công ngay trong lần thứ 2. Mình lại được A cộng, không một bài thi nào có thể làm khó được mình cả.